trong cái quán bar này sẽ để trong ngày tết đấy. Mâm phan cây đây, đây là mâm chay. Ở đây mâm chay xong mâm phan cây để vào cạnh quán bar nó đi, để vào trong chiếu đi. Cái đĩa gạo đây đi, xong rồi để là mâm cốc pháp đi, để nó phát cái vào cái mâm này. Nhà này có thanh tương này, chưa có gạo đầu tiên bó xong được. Vân na này phép tề qua mà lòng thị quang giang, phép trá mà lòng tang lấy ra quang trần. Thank you.
cầm lên đi, cái bát gạo với cả cái đĩa thì kia bên trái coi. Đi mà, nhưng mà làm một cái bát để bóc pháp đi, làm một cái món bóc pháp này. Xong lên mấy chợ hàng quả đĩa xoay lên xong rồi đi, làm người ta lấy xong. Hoàn tâm.